Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Lazio và câu lạc bộ Napoli. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 22 giải vô địch quốc gia Italia và sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 29 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Lazio sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Napoli với mức kèo là 0,25. Mức kèo cũng có thể hạ xuống còn là kèo đồng và tăng 0,5. Mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và 2 trái tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nhé. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần đối đầu gần nhất của Lazio và Napoli, Lazio thắng 2 và hòa 3 trước Napoli. 5 trận thi đấu gần nhất của Lazio, Lazio thắng 4 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Napoli, Napoli thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Lazio chấp 0,25, hoặc là bạn nào an toàn hơn bạc hơi thấp lựa mức kèo đồng ở trận này nha. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Napoli thì mình thấy là Lazio đang được đánh giá là từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn Napoli đôi chút. Thứ hai nữa thì Lazio có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là Lazio họ cũng còn đang vượt trội hơn so với Napoli nữa. Cái thành tích thi đấu trên sân nhà của Lazio thời gian vừa qua nó cũng đang rất là ấn tượng. Ở lượt trận này tiếp tục được đá trên sân nhà mà gặp lại Napoli thời gian vừa qua đá cũng không tốt, thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho Lazio có thêm một chiến thắng nữa trước Napoli. Với việc phong độ đang ổn định và lực lượng đầy đủ ở trận này thì với mức kèo này được đá trên sân nhà, mình dự đoán là Lazio họ sẽ vượt qua được. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Lazio chấp nha. Chỉ cần Lazio đá đúng thực lực và phong độ hiện tại, thắng cách biệt một bàn thôi thì chúng ta chọn Lazio chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và 2 trái. Thì những lần gặp nhau trước đây của hai đội á, thì thường mình thấy nó cũng không có được nhiều bàn thắng được ghi. Với lại Napoli cũng là một đội bóng có thực lực chứ không phải gọi là dễ nhai đâu. Dự đoán là Lazio trận này họ chỉ thắng được kèo trên mà thôi, có thể là 1-0 hoặc dự lắm là 2-0, nghiêng về cho Lazio. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đá nhẹ cái xỉu 2,25 nhé. Khi nào đâm một bàn rồi tài xỉu nó tăng lên nữa thì hạ đá thêm một cái xỉu một lần nữa theo ý muốn của các bạn. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0,75. Do đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đều đang ổn định hơn thì Lazio hiệp 1 họ sẽ có một bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Lazio kèo đồng nha và đá tài 0,75. Tóm lại trong này chốt kèo là chọn Lazio và xỉu. Ở hiệp 1 chọn Lazio đá tài dưới 1. Chúc các bạn may mắn.